Góa phụ bí ẩn cung cấp 100 tấn thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng là ai? Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một trong những lăng tẩm bí ẩn nhất trên thế giới. Năm 1974, các nhà khảo cổ đã tìm thấy di tích lăng đang ngủ sâu dưới lòng đất tại gần huyện Lâm Đồng, tỉnh Tây An, Trung Quốc. Tuy nhiên đến nay, việc giải mã bên trong khu mộ này vẫn còn nhiều trở ngại bởi lăng Tần Thủy Hoàng được mệnh danh là khu vực bất khả xâm phạm. Tần Thủy Hoàng luôn tìm kiếm con đường bất tử cho cuộc đời mình, nhưng đáng tiếc vẫn không thể tìm ra cách. Vì vậy, ông đã quyết định xây dựng một cung điện nguy nga dưới lòng đất và đó cũng chính là lăng mộ sau khi ông chết. Một trong những bí ẩn xung quanh lăng mộ Tần Thủy Hoàng được các nhà khoa học phát hiện đó là lượng thủy ngân bên trong cực kỳ lớn. Nhiều phỏng đoán cho rằng lượng thủy ngân trong cung điện dưới lòng đất có thể lên tới vài tấn, thậm chí vài trăm tấn. Chính vì vậy mà những kẻ trộm mộ không thể vào được. Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc và công dụng thực sự của khối lượng lớn thủy ngân này. Dòng sông thủy ngân khổng lồ, cạm bẫy chết người dành cho những kẻ muốn xâm nhập vào lăng mộ bí ẩn. Người ta hiện vẫn chưa thể khám phá hết các bí ẩn bên trong lăng mộ vì phòng chôn cất chính vẫn bị niêm phong. Nhưng hấp dẫn nhất là một chi tiết được Tư Mã Thiên kể lại. Hàng trăm con sông đã được tạo nên từ thủy ngân, sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và các biển được mô phỏng y như thật. Vào những năm 1980, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có chứa nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Hiện một số nhà khảo cổ học đang làm việc tại khu vực này tin rằng thi thể của hoàng đế có thể nằm giữa những con sông kim loại lỏng khổng lồ này. Tuy nhiên, nhà khảo cổ học Duẩn Thanh Ba của Đại học Tây Bắc ở Tây An, người dẫn đầu cuộc khai quật lăng mộ từ năm 1998 đến năm 2008 thì cho biết: "Hiện tại chúng tôi không có kế hoạch mở các phòng." Lý do được đưa ra là vì các nhà khảo cổ không muốn phá vỡ cấu trúc ngầm bên trong lăng mộ. Nhiều cạm bẫy cũng có thể đang chờ đón những người đầu tiên bước vào sau hơn 2.000 năm. Bí mật của thủy ngân. Nghiên cứu chi tiết đầu tiên về mức thủy ngân trong lăng mộ được tiến hành vào đầu những năm 1980. Các nhà nghiên cứu từ Viện thăm dò Địa vật lý và Địa hóa của Viện Quan trắc Địa môi trường Trung Quốc đã lấy mẫu phân tích tại trung tâm đồi. Kết quả phân tích cho thấy, ước tính căn phòng chôn cất hoàng đế Tần Thủy Hoàng có thể chứa tới tối đa khoảng 100 tấn thủy ngân. Từ các mẫu trong nghiên cứu trước đó, người ta có thể xây dựng một bản đồ sơ bộ về cách phân bố lượng thủy ngân. Ông Duẩn cho biết, góc Tây Bắc của ngôi mộ không có thủy ngân, trong khi đó mức thủy ngân cao nhất ở phía Đông Bắc và cao thứ hai ở phía Nam. Có một sự trùng hợp là sự phân bố này trùng khớp với vị trí của hai con sông lớn của Trung Quốc, Hoàng Hà và Dương Tử, từ kinh đô Hàm Dương của nhà Tần, gần với thành phố Tây An thời hiện đại. Nói cách khác, lăng mộ là một bản sao của lãnh thổ thuộc về vua Tần và được bao phủ bởi thủy ngân. Tiên dược của sự bất tử. Thủy ngân cũng có những công dụng khác, đặc biệt là trong thuật giả kim, có nguồn gốc lâu đời nhất ở Trung Quốc. Ở phương Tây, nghệ thuật này thường gắn liền với những nỗ lực mạ vàng từ các kim loại khác và một số nhà giả kim thuật Trung Quốc cũng đã thử làm điều đó. Vào năm 144 trước Công nguyên, hoàng đế Hán Cảnh Đế thời nhà Hán ra lệnh xử tử bất cứ ai làm vàng giả. Thuật giả kim của Trung Quốc hướng nhiều hơn đến sử dụng y học, đặc biệt là trong điều chế tiên dược trường sinh bất tử. Và có lẽ thủy ngân trong tiếng Trung Quốc là âm dương, nghĩa đen là bạc nước, là chìa khóa cho những điều này. Trên thực tế, vào thời Trung Quốc cổ đại, nguồn khai thác thứ kim loại lỏng có độc tính chết người này chủ yếu tới từ những khoáng vật Kinnaba, HGS và thường được gọi là Chu Sa. Truyền thuyết Trung Quốc kể về một người tên là Hoàng An, sống đã ít nhất 10.000 năm bằng cách ăn thủy ngân sunfua là khoáng chất Chu Sa. Tần Hoàng đế cũng đã uống rượu và mật ong chứa đầy Chu Sa vì nghĩ rằng thứ này sẽ kéo dài tuổi thọ của mình. Một số người suy đoán có lẽ ông chết đột ngột vì sử dụng những loại thuốc này. Trong thời chiến quốc, thủy ngân là một thành phần phổ biến trong các loại thuốc điều trị các vết loét bị nhiễm trùng, ghẻ, nấm ngoài da và thậm chí là thuốc an thần. Bởi vì nó có màu đỏ tươi, Chu Sa cũng được sử dụng cho nghệ thuật và trang trí ở Trung Quốc từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Thu được thủy ngân. Xuyên suốt thời cổ đại, Chu Sa là nguồn gốc của tất cả thủy ngân. Trung Quốc sở hữu rất nhiều khoáng sản này, đặc biệt ở phía Tây. Chỉ riêng Thiểm Tây đã chứa gần 1/5 trữ lượng Chu Sa trong cả nước và có những mỏ rất cổ ở thành phố Tuần Dương ở phía Nam tỉnh. Đây chính là nguồn cung cấp thủy ngân cho lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Để chiết xuất thủy ngân từ Chu Sa, người ta chỉ cần nung trong không khí, chuyển lưu huỳnh thành sunfua dioxide, trong khi thủy ngân được giải phóng dưới dạng hơi và sau đó có thể ngưng tụ lại. vì thủy ngân sôi ở 357 độ C. Quá trình này cần nhiệt độ cao trong các lò nung thời Tần. Tuy nhiên, những người làm theo phương pháp này đều có nguy cơ nhiễm độc thủy ngân và tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Mặc dù ông Trương chứng minh rằng người dân nhà Tần đã có một kiến thức hóa học cơ bản, nhưng ông Duẩn lập luận rằng thuật giả kim của Trung Quốc vẫn còn sơ khai trong thời kỳ đó. Đặc biệt, không có bằng chứng xác thực nào về việc ngâm xác người chết trong thủy ngân có thể ngăn chặn sự phân hủy. Niềm tin này rất phổ biến vào thời kỳ đó. Nhưng mọi người vẫn không rõ tại sao thủy ngân lại được đặt ở đó. Có người suy đoán người xưa sử dụng độc tính để ngăn chặn những kẻ trộm mộ. Tuy nhiên, giả thiết này đã bị gạt bỏ bởi mãi đến thời Hán, con người mới nhận ra sự nguy hiểm của khói thủy ngân. Vì vậy, với khoảng 100 tấn thủy ngân trong phòng chôn cất thì đó không phải là chất bảo quản hoặc biện pháp chống trộm. Kết luận cuối cùng được đưa ra, sở dĩ Tần Thủy Hoàng sử dụng lượng lớn thủy ngân trong lăng mộ của mình để cơ thể không bị thối rữa, nhờ vào chức năng chống ăn mòn của nó. Với việc lượng lớn thủy ngân trong lăng mộ đã khiến quan tài của ông nằm dưới lòng sông trong một thời gian dài mà vẫn đảm bảo được sự nguyên vẹn đáng kể. Có thể Tần Thủy Hoàng vẫn luôn ôm hy vọng vào một ngày nào đó trong tương lai ông sẽ tỉnh lại. Điều này còn quan trọng hơn ý nghĩa phòng trộm cắp. Tuy nhiên, một câu hỏi khác lại được đặt ra. Vậy 100 tấn thủy ngân trong địa lăng Tần Thủy Hoàng từ đâu mà có? Ai là người cung cấp chúng? Doanh nhân bí ẩn đằng sau dòng sông thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ở thời cổ đại, người Trung Quốc chủ yếu khai thác thủy ngân từ chu sa. Vì vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng rất có thể 100 tấn thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng là do bà chủ của mỏ khoáng sản chu sa lớn nhất nước Tần cách đây hơn 2.000 năm cung cấp. Sử sách ghi lại, vào thời nhà Tần, có một người phụ nữ tên là Ba Thanh, được xem là người sở hữu nhiều mỏ chu sa nhất lúc bấy giờ và được vua Tần kính trọng. Tương truyền rằng, Ba Thanh là một người phụ nữ bình thường, được gả vào một gia đình giàu có ở đất Ba Thục. Sau cái chết của chồng, bà thủ tiết và tiếp quản khối tài sản to lớn của gia tộc, trong đó có các mỏ khoáng sản chu sa. Với tài năng của người phụ nữ bản lĩnh, sản lượng chu sa hàng năm tăng mạnh, danh tiếng của bà lan tỏa khắp vùng, thậm chí việc làm ăn phát đạt của gia tộc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của nước Tần khi đó. Bên cạnh đó, lúc bấy giờ Thái hậu Triệu Cơ là người phóng túng trụy lạc, nên hành động thủ tiết thờ chồng của Ba Thanh rất được lòng Tần Thủy Hoàng. Thậm chí vị vua này còn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình bằng cách ngỏ ý muốn mời quả phụ này vào cung. Ngoài ra, việc rước người phụ nữ này vào cung còn có một nguyên nhân khác sâu xa hơn. Theo một số ghi chép, chu sa thời đó không chỉ được dùng để luyện thủy ngân mà còn được dùng để chế thuốc trường sinh, là tiên dược mà vua Tần đang ráo riết tìm kiếm. Trong khi đó, Ba Thanh là bà chủ của mỏ khoáng sản lớn nhất nước Tần. Vì thế mà Tần Thủy Hoàng đã mời bà vào cung để có thể tác động và kiểm soát tất cả các mỏ chu sa nhằm phục vụ cho mục đích trường sinh của mình. Trước khi qua đời, toàn bộ lăng mộ của vị hoàng đế này đã được bao phủ bởi một dòng sông thủy ngân. Cho tới nay, đây vẫn là một thách thức lớn với hậu thế khi muốn khám phá bí mật bên trong khu lăng mộ này.